tạm biệt nè. À, em nói nè nè. Em tính là tháng này á, em đưa tiền cho mẹ anh sửa nhà được không? Không cần đâu. Cái đó để anh mượn mấy đứa đưa bạn trên công ty á. Rồi có gì đưa cho má sao cũng được. Chứ mất công nói anh lấy tiền của em nữa. Anh là kỳ quá à. Tự nhiên tiền của vợ không lấy, tự nhiên đi lấy tiền của bạn, đi mượn tiền của bạn làm gì? Thì tiền của em cũng là tiền của anh, tiền của anh cũng là tiền của em thôi, có gì đâu, tự nhiên à. Nhưng mà anh sợ người ta nói là ba mẹ chồng lại sống nhờ tiền của con dâu. Anh cứ suy diễn lung tung, em á có nghĩ gì đâu. Bây giờ á, em nói cho anh nghe nè, người ta nói có câu gì? Của chồng công vợ, của vợ công chồng, đúng không? Cái gì hai vợ chồng như là một rồi. Đó, tiền của em cũng là tiền của anh cũng là tiền của em. Có gì đâu mà anh cứ suốt ngày cứ suy nghĩ tự ti vậy hoài luôn á. Nhưng mà anh thấy trong nhà này á, anh không có bằng em. Rồi giống như là anh không có cái quyền gì hết trơn á. Giống như là hôm bữa em mua đôi giày cho thằng Út đúng không? Thì đúng rồi thì... Sao cái chuyện đó em không nói cho anh biết? Nó là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà anh cũng phải biết để anh biết mà anh lo cho nó chứ. Thì tại vì con nó cần gấp, nó đá banh mà cái đôi giày nó bị hư rồi, em chở em mua luôn. Không lẽ cái đó cũng hỏi anh nữa thì... Anh nói thiệt em á, cái đó là chuyện nhỏ thôi ha. Hôm nay là đôi giày, ngày mai là cái áo, rồi ngày kia là chiếc xe, sau này là cái nhà cửa nữa. Tất cả mọi chuyện anh đều không biết. Anh cảm thấy mình vô dụng trong cái nhà này lắm. Rồi, thì từ nay về sau là vợ sẽ làm cái gì cũng phải bàn trước với chồng hết. Đó, như bàn hôm nay gì? Nè, hôm nay là vợ biết, vợ suy nghĩ là vợ phải chạy vô hỏi chồng là vợ đưa tiền cho mẹ được không? Thấy không? Nhưng mà anh không có chịu cái chuyện đó đâu. Để đó anh tự anh kiếm rồi anh đưa cho ba mẹ cũng được. Đẫn. Thôi. Thôi em nói là bây giờ hai tụi mình là một rồi. Chồng là trụ cột của gia đình. Không có nói gì nữa, nói hỏi cái hai vợ chồng gây lộn nữa. Thôi anh không có muốn nói nhiều đâu. Mấy cái đó để anh tự anh kiếm tiền rồi anh đưa cho ba mẹ cũng được. Em không cần phải lo cho anh đâu. Rồi, biết rồi. Không nói nữa. Nhưng mà em nói chồng nghe nè. Gì nữa? Không có chồng em không làm gì được hết. Thiệt. Hả? Xịt vô em ngồi miếng. Ý da. Chị có ngồi bên chồng ấm gì đâu. Trời ơi. Sao bữa nay nịnh tôi dữ vậy ta? Nịnh gì nịnh thiệt chứ bộ. Chồng. Hả? Ví dụ hôm bữa em nói chồng á. Vậy là hôm bữa vợ nói thiệt đó hả? Em nói thiệt. Nhưng mà nào giờ có khi nào vợ mượn tiền chồng đâu. Thì tại vì bây giờ là cái công ty của em á, nó cắt giảm lương hết một phân nửa luôn. Cho nên bây giờ em lãnh có chút xíu à, không có đủ tiền xài. Chồng á là trụ cột gia đình á, chồng phải chăm lo cho em đúng không? Chồng phải lo cho em nữa. Cho nên á, chồng thiệt cuộc đời em mà không có chồng á, coi như là xong phim luôn. Không có sống nổi đâu. Không có chồng là em không làm gì được hết á, thiệt. Vợ. Dạ. Chồng cũng mới lấy lương á. Hay là vợ cứ lấy tiền của chồng đi. Vợ chi tiêu đi. Được không? Ừ. Chồng nói nghe nè. Ừ? Từ nay về sau á, chồng là người đàn ông trụ cột của gia đình. Chồng phải mạnh mẽ, tự tin lên. Ừ. Không có được tự ti nữa. Biết không? Chồng biết rồi. Ngồi dậy, mở mắt ra. Cái gì vậy? Đây nè. Mua đồ giùm em đi. Mua đồ gì? Gì đây? Mua đồ cho con của mình. Mua giày, mua quần áo, mua viết, mua tập vở. Ủa? Anh nhớ là mấy cái này là em mua mà, sao bữa nay nhờ anh mua gì vậy? Thì hồi xưa giờ em thấy anh bận quá, cái em tự quyết định. Nhưng mà thôi, trời ơi, đàn ông trụ cột gia đình, mấy cái chuyện mà con cái là đàn ông phải tự quyết chứ đúng không? Em là chỉ là một người phụ nữ ở phía sau, gọi là ủng hộ chồng thôi, chứ không có thể nào quyết được hết á. Thiệt, bởi vậy em nói chồng thiệt.
Thiệt luôn á, cuộc đời của em nha, không có chồng em không làm được cái gì hết. Thiệt luôn á. Thiệt không? Thiệt. Không có chồng là không làm gì được. Không làm gì được á. Vậy để anh đi mua nha. Chờ anh nha. Ở nhà đợi anh nha. Dạ.